nước Việt Nam phải do toàn dân Việt Nam quyết định. Sao anh bảy? Kính thưa quý vị đồng hương tị nạn cộng sản hải ngoại, kính thưa quý vị đồng hương ở trong quốc nội, hôm nay chúng tôi khắp nơi đổ về đây để làm nói lên cái tiếng nói của người Việt quốc gia, người Việt tị nạn cộng sản, không chấp nhận chế độ cộng sản. Chúng tôi phản đối cộng sản đã dâng đất cho tàu khẩu. Chúng tôi, tất cả chúng tôi đến đây để tỏ cái thái độ chính trị ngày hôm nay với tất cả, đồng hành với tất cả đồng bào trong quân đội, đứng lên phản đối ban nước, ban dân, ban tổ quốc cho tàu khẩu. Quý vị tiếp tục theo dõi livestream ở trên hệ thống Facebook ngày hôm nay cho quý vị. Không có nhỏ quá lấy lại con lấy biển đúng ăn chay nói mạnh biển đúng cũng ăn chay nói mạnh đúng đúng động ông đô mà động ông đô đâu có nói nhỏ. Đội đánh quan chết rồi coi đâu đâu biết đi phải không? Dạ. Tôi là tòa lãnh sự cộng sản Việt Nam tại sân bay Phú Quốc. Đứng hai bên move. Dạ. Quá dữ. Chúng tôi nhận thấy có những bản biểu ngữ Việt Nam Louisiana to China là Việt Nam không có được cho thuê đất cho tổ chức cộng đảng sản, đảng sản, đảng sản. Đừng nghe những gì cộng sản nói, phải nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Cộng sản nói cho thuê đất, cho nhượng đất, cho tội tàu cộng 99 năm, đó là bằng chữ nghĩa. Nhưng mà thật ra là bán ba đặc khu của chúng ta cho bọn cộng sản Việt Nam. Cho các em nó nói mượn để các em hô đạo đảng cộng sản bằng tiếng Anh, Daoist Communist á. Daoist Communist với những cái là các chị nào có thể là nói hoặc là em nào Dao Communist. Dao Communist. Anh có phát biểu gì không để chấp nhận phát biểu thôi được rồi, và phát biểu lúc nãy rồi để các cơ giới trẻ là những giới trẻ là má là Việt Nam tôi đâu, giờ đấy Việt Nam còn hay đã mất mà giặc tàu ngang tàn trên quê hương ta đã đăng sản. Đã đăng sản.
cho tao qua hình thức ba đặc khu. Đã nào. Xe bớt xuống hả? Xe ba xuống hả? Mình cho để cho một cái xe này là ok. I can roll, yeah, yeah. Okay. Hiệp định thành đô là hiệp định bán được, có bè đủ cả không phải như đó. Phật Mô Sa ghép ao ở Việt Nam. Ao cho các em trả. Dạ. Ngày hôm nay chúng tôi thấy có một giới, số giới trẻ của thành phố Sacramento đến San Francisco trước tòa lãnh sự của bọn Cộng sản Việt Nam. Đây là giới trẻ hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa ở Sacramento đó quý vị. Hôm nay đường xá xa xôi đồng hành cùng đồng bào quân đội đứng lên sẽ tỏ thái độ chính trị cho bọn cộng sản Việt Nam là ngang chiên bán đất bán nước cho tụi tàu cộng. Và hôm nay hân hạnh chú gặp được con thì con có biết tên tuổi và ý nghĩa ngày hôm nay con đến đây à? Dạ, con xin kính chào các hội đồng và các tôn giáo. Xin kính chào các bạn hải ngoại và trong nước. Hôm nay sang là được trẻ Sacramento, tỉnh Cali sang tới đây là phản đối cầm quyền cộng sản bán nước, bán nước cho bọn tàu cộng là lấy cái danh nghĩa là cho thuê đất 99 năm, cái đó là bán nước. Các bạn trẻ sang kêu gọi các bạn hãy đứng lên phản đối cái này, tại vì á Đảng Cộng sản lấy cái danh nghĩa là giải phóng miền Nam mà ngày hôm nay bán nước cho tàu cộng, phản đối 100%, đã đảo cho Đảng Cộng sản để bán nước cho tàu cộng cho một cái bộ giặc tàu. Dạ. Cảm ơn con. Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản. Bán nước cho tàu cộng. Đảng Cộng sản Việt Nam. Bán nước cho tàu không? Đã đâu? Đã không phải Việt Nam? Bán nước cho tàu không? Đã đâu? Rồi, có một giới trẻ hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa muốn phát biểu. Nó ở trên đây nè. Cái tòa đại sứ nó nằm trên đây nè.
tất cả ta đứng đây là biết rồi, cần gì mà đi đâu nữa. Cho nó đây nó thấy chúng ta. Thằng kia nè, nó đeo lá cờ. Thằng đây đi cho đâu. Đây nó thấy chúng ta ở dưới đây. Buồn mát luôn. Rồi, dưới đây, nó xuống. Okay.
cái đường người ta đi ra vô. Dạ dạ, cho cái đường. Đông quá rồi. Ở đây. Đừng có nghe nổi đâu. Đây nước là tội phạm, ngàn đời không tha. Toàn dân Việt Nam tuyên bố lấy lại quyền làm chủ Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phi pháp. Lý do dân chưa bao giờ giao quyền cho Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hiến pháp xã hội chủ nghĩa Việt Nam không hợp pháp vì đã không qua chân cầu dân ý và dân chưa thông qua. Đảng Cộng sản Việt Nam vi phạm các lời cam kết với quốc tế trong Hiệp định Geneva năm 1954 và Hiệp định Paris 1973. Tổng tuyển cử tự do với những giám sát quốc tế. Cho người dân chọn lựa thể chế Nam những lời cam kết không thành lập hội đồng hòa giải và dân tộc và thống lãnh gia và nó trả để tạo tập ý dân hiến dân Việt Nam cho tổ cộng bằng hình quê 99 năm tại Bá Đặc Khu Quốc tế. Thì bắt nhiều những người trẻ đến ngày hôm nay hoặc công hàm của Đảng Cộng sản Việt Nam đều giá trị vì không phải không thể đại diện cho tiếng nói của người dân. Sắp sửa đến giờ khai mạc ngày, xin quý vị đừng có phóng viên cũng như các đồng tiền ngày cộng sản đứng trước mà cao hướng về phía bên kia đường là nơi của Việt Cộng đang thuê mướn làm văn phòng ở tại San Francisco. Và chúng tôi xin mời tất cả quý đồng hương xin hướng về phía bên kia đường. Và chúng ta ở trước mặt của chúng ta bên kia là cái đám tuổi Cộng sản Việt Nam thuê mướn để làm văn phòng. Và chúng ta nhường cái phạt kinh này để cho xe cổ ra vào để khỏi phòng vứt. Cảm ơn tất cả quý vị. Vô trong đi. Chuyện gì cái mất công nó vậy? Mình vô trong cái lề này nó đó đâu. Đây lề đường đi người ta. Mua. Đó. Phóng viên mình muốn làm cái gì phải tránh một cái bạc kinh để cho xe vào. Đây chung gì cũng tổng chứ. Nên đã đào tôi hẳn ra được rồi. Thì đại chúng nữa làm lấy cho coi cái gì. Nó nói gì nữa chứ. Nó chơi gì. Thì đã cái đuôi nó tuốt ở đằng kia kìa. Cái đuôi nó tuốt ở đằng kia kìa. Cảm ơn xin chào cho lỗi trần ta đi để ta đi xuống.
Down with Vietnamese Communists! Down with, down with, down with! Down with. Stay here, bro. Vietnamese Communists sell the homeland! Down with, down! Down with Vietnamese Communists! Các chiến hữu giúp chúng tôi ban tổ chức trong cái việc xe ra vào các Bắc Kinh lót để đồng hương của chúng ta phải gặp trở ngại cũng như là tai nạn. Và chúng tôi cũng xin mời chúng ta chỉ còn vài phút nữa là đến giờ khai mạc. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả các chiến hữu cũng như tất cả đồng hương. Mai Phương, Chủ tịch khu hội cựu tù nhân chính trị Bắc Cali. Và kính thưa quý vị, chúng tôi xin kính mời tất cả quý chiến hữu cùng quý vị chuẩn bị làm lễ chào quốc kỳ. Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Quốc ca Hoa Kỳ. Thank you.
the home of the brave. Lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Này công dân ơi, quốc ca đến ngày giải phóng. Đồng lòng đi xin tiếp đi thân sâu. Từ nay luôn vững bền, dù cho thầy phơi trên đường giao, cổ đưa bên mau đào đi vào, nói sao nước biển phải cần xem đi, người công dân luôn vững bền tâm trí, cùng trang quyết chiến đấu loan cho đất, nơi vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời. Công dân ơi, họ biết thân dưới cơ công dân ơi, họ làm cho cõi vừa thoát cơn tàn phá thế gian, mà giờ ông xuân sẽ nhìn năm đồng đông lạc hồng. Sau đây là phút mặc niệm. Phút mặc niệm để tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước Việt Nam, để tưởng nhớ các quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ tự do hạnh phúc cho đồng bào Việt Nam, để tưởng nhớ 58.000 chiến sĩ đồng minh Hoa Kỳ đã hy sinh tại chiến trường Việt Nam để bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam, để tưởng nhớ các đồng bào tị nạn cộng sản đã trốn chạy cộng sản, chết trên đường, vượt biên, vượt biển, không được đến bến bờ tự do, để tưởng nhớ các nhà đấu tranh dân chủ tại Việt Nam đã đứng lên đòi lại quyền tự do, dân chủ, độc lập của dân tộc Việt Nam đã bị cộng sản sát hại trong các nhà tù, và cuối cùng để nhớ tất cả các chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã bị cộng sản sát hại trong lao tù cộng sản ở tại Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Phát mặc niệm bắt đầu. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý đồng hương ở khắp các nơi đã tụ tập ngày hôm nay trước tòa tổng lãnh sự của Việt Cộng để chúng ta phản đối bọn Việt Cộng hèn với giặc, ác với dân. Kính thưa quý vị, tổ tiền nhân của chúng ta lập quốc trên 4.000 năm luôn luôn triển khai đất nước mỗi ngày một rộng rãi. Bọn Việt Cộng mới có 70 năm mà chúng bán dần đất nước, không còn một cái tài nguyên gì hết. Chúng nay chúng đã bày ra một cái trò mới là các đặc khu kinh tế, là một hình thức buôn bán một cách rất là tinh vi của bọn cộng sản, lừa dối đồng bào và lừa dối tất cả dư luận thế giới.
hôm nay chúng ta tập họp ở nơi đây để vạch mặt chỉ tên cái tên Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc và nguyên cả một cái quốc hội bù nhìn. Chúng đã toa dập với nhau để bán đứng đất nước của chúng ta. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, đồng bào chúng ta hãy vùng lên lật đổ chế độ cộng sản và mang lại tự do, hạnh phúc, độc lập cho đất nước. Chúng tôi kêu gọi tất cả các cộng đồng ở trên khắp thế giới hãy cùng nhau hưởng ứng cái ngày tổng biểu tình ngày mai là ngày 10 tháng 6. Chúng ta sẽ đồng hành với đồng bào ở trong nước để chúng ta lật đổ cái chế độ cộng sản này. Chế độ cộng sản này không làm được một cái trò gì hết. Việt Nam Cộng Hòa chỉ có cần 20 năm mà đã trở thành một viên ngọc viên đông, thì bọn cộng sản với 70 năm chúng chỉ có bán và bán tất cả, từ người dân cho đến đất, cho đến biển, cho tất cả mọi thứ. Cái gì có thể bán được là bọn chúng nó đều bán hết. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau lật đổ cái chế độ cộng sản này, thay thế bằng một cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta trở lại đất nước. Chúng tôi xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Đá đạo cộng sản Việt Nam bán nước cho tàu không? Đá đạo cộng sản Việt Nam bán nước cho tàu không? Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Phát, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Nam California. Xin trân trọng kính mời ông Bùi Phát. Thay mặt cho đồng hương ở Nam Cali, chúng tôi xin gửi lời chào đến đồng hương Bắc Cali và toàn thể quý đồng hương khắp nơi trên thế giới. Thưa quý vị, hiện giờ Nguyễn Phú Trọng, tội đồ Nguyễn Phú Trọng đang ở Canada ra nã đài. Chúng tôi kêu gọi đồng hương ở Canada cũng mau tìm cho ra được chỗ Nguyễn Phú Trọng ở là chỗ nào và đến biểu tình Nguyễn Phú Trọng cho thật đông. Nguyễn Xuân Phúc, xin lỗi, Nguyễn Xuân Phúc. Thưa quý vị, bán nước một năm cũng là bán nước, bán nước 99 năm cũng là bán nước. Đây là tội phản quốc và chúng ta phải đòi hỏi nhà công minh cộng sản phải ngưng ngay cái hành động bán nước hải dân này của họ. Thưa quý vị, một khi mà ba đặc khu này được đã bị Trung Cộng xâm chiếm, họ sẽ bắt dân cha phải sử dụng đến tàu, họ bắt dân Việt Nam ở ba đặc khu này phải theo luật của tàu, và từ từ họ sẽ tìm cách đàn áp và xâm chiếm thêm những lãnh thổ khác của đất nước chúng ta. Đây có lẽ là một bu đồ thực hiện cái kế hoạch thành đô bán toàn thể Việt Nam của chúng ta trở thành một tỉnh tự trị của Trung Cộng vào năm 2020 mà chúng ta đã được biết đến khi mà văn kiện này đã được phơi bày ra cách đây nhiều năm. Toàn thể đồng bào các chiến sĩ phải lên tiếng liên tục biểu tình và đòi hỏi các cơ quan cộng sản phải ngưng ngay hành động bán nước mặt trăng này. Và thưa quý vị, cái việc làm này chúng ta phải cho đồng hương ở trong nước biết rằng chúng ta luôn luôn đồng hành, liên minh cộng đồng của đồng bào ở trong nước. Và chúng ta trong ngày 10 tây sắp đến đây, tức là ngày 9 tây, chúng tôi cụ tổ chức chính trị Stockton. Kính chào quý vị anh Stockton.
nước Việt Nam phải do toàn dân Việt Nam quyết định. Nước Việt Nam phải do toàn dân Việt Nam quyết định. Nước Việt Nam phải do toàn dân Việt Nam quyết định. Muốn diệt, muốn đuổi Tàu Cộng phải diệt Việt Cộng. Việt Nam non communist, Việt Nam không cộng sản. Đã đăng sản, đã đăng sản, đã đăng sản. Chú Hồ không hiểu là cộng sản bắt nước, cộng sản phản bội dân tộc. Cộng sản bán nước, đã đảo cộng sản, đã đảo cộng sản phản bội dân tộc, đã đảo cộng sản bán nước, đã đảo Nguyễn Phú Trọng bất xứng. Chị đến cái bàn tuổi đấy, toàn dân nổi dậy giành lại quyền dân tộc. Đã đảo cộng sản, đã đảo. Hoài như vậy mới được. Xe xe ra. Anh em phải cầm tay dùng tôi chịu. Tôi đi kiện kiệt, tôi đi kiện kiệt để tôi đưa cho họ hai là cơ. Chứ bác hạt nó và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thấy chúng tôi được biết có khoảng 1.000 đồng hương khắp nơi ở miền Bắc và miền Nam Canada đã đổ về đây để tỏ thái độ lập trường chính trị dứt khoát với bọn cộng sản Việt Nam, thề không để một đất nước nào rơi vào tay cộng sản và rơi vào tay Tàu Cộng. Quyền quyết định nước Việt Nam phải cho toàn bộ nhân dân Việt Nam quyết định. Đảng cộng sản không thể nào thay mặt cho 90 triệu đồng bào quyết định cái vận mệnh đất nước Việt Nam. Đã đăng sản, đã đăng sản, đã đăng sản. Thưa quý đồng hương, vận mệnh tổ quốc Việt Nam phải do người Việt Nam quyết định. Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái đảng phi pháp, không do dân bầu ra mà tự động đứng lên đem tổ quốc của mình dâng hiến cho bọn Tàu Cộng. Đảng Cộng sản, Đảng Cộng sản, Đảng Cộng sản, Đảng Cộng sản. Thank you.
Tổ quốc dân quy, xin đồng bào hải ngoại và đồng bào quốc nội chúng ta đừng vô cảm quý vị ơi, đừng vô cảm. Nhóm cờ vàng Sacramento đồng hành cùng đồng bào quốc hội. Nếu vô cảm thì đến năm 2020 nước Việt Nam sẽ giống như Tây Tạng bây giờ đó quý vị. Đứng lên. Đã làm sạc. Đã đâu. Đã làm sạc. Đã đâu. Đã làm sạc. Special economy God is selling our motherland to China. Đặc khu là bán đất mẹ cho Trung Quốc. Còn có tiếng nào mà đau đớn cho bạn ơi, Việt Cộng ơi, đừng bán nước. Đã làm sẵn. Đã làm sẵn. Đã làm sẵn. Chú bác sĩ ở đâu? Đã làm sẵn. Chú phát biểu mấy câu nha. Dạ, cho cô nói. Xin gửi cho các bạn trẻ, không để chúng tuổi trẻ chúng ta hãy cùng mạnh mẽ đứng lên, không lẽ để cái người già mà vô dụng mà để cầm quyền cái đất nước của chúng ta để làm tiêu tan, lấy cái danh nghĩa là giải phóng miền Nam. Ngày hôm nay 43 năm các bạn thấy chưa, các bạn sáng mắt chưa, giải phóng miền Nam ngày nay nhé, giải phóng miền Nam ngày hôm nay là bán nước, không để tuổi trẻ của chúng ta là tương lai của thế hệ mình để ngồi đây mà để cho những cái người già vô dụng ăn không ngồi rồi làm vô dụng, vô dụng và chúng ta hãy ngồi mà trời chết phía sau cho lên xem mỗi chương trình các bạn của trẻ nhà đứng lên, người đứng lên phản đối cực lực 100% phản đối đảng cộng sản và có quyền bán nước. Đã đảo cái chế độ cộng sản bán nước hạ dân. Chúng ta hãy mạnh mẽ đứng lên, nhẹ đứng lên, người đứng lên, phản đối cộng lực, đảng cộng sản không có quyền bán nước cho giặc tàu cộng. Lấy cho danh nghĩa là cao thơ 995, đấy là hành động bán nước. Phải mạnh mẽ đứng lên, không để cái bọn vô dụng ăn hại là chính quyền chúng ta để mà làm tiêu tan, đưa đất nước chúng ta xuống bờ vực thẳm. Chúng ta phải mạnh mẽ đứng lên để đảo cái chế độ này, bán nước hại dân, vô dụng tuột xuống đi. Những người vô dụng ăn không ngồi rồi làm hại đất nước, hãy get out, xuống đi. Cái đảo cộng sản vô dụng ăn hại, để đảo bộ cộng sản bán nước hại dân. Đã đảo nước Việt Nam phải do toàn dân Việt Nam quyết định. Tổ quốc lâm quy, toàn dân đứng lên,
bảo vệ tổ quốc, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cờ đỏ sao vàng
hải dân phản quốc, miêu tàn nước non. Cái là cái tao ở Việt Nam xin, em làm. Ao, ao, ao.